Hello, xin chào cô gái. Không biết cô là ai mà gọi là xinh quá vậy? Trời, lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái xinh đẹp như cô ở trong Mini World luôn á. Có thể nào cho tôi xin Facebook được không? Cái gì vậy? Ai đây? Ai đây? Bình tĩnh, cái này chỉ là cái mô hình thôi mà bà làm gì ghê vậy? Trời, cái này chỉ là cái mô hình thôi. Trời, tôi giỡn chọc bà xíu, bà làm gì bà hung dữ rồi. Trời ơi bạn ơi, Sammy quýnh người ta luôn bạn ơi, Sammy hung dữ quá trời luôn. Trời, đúng là tôi quýnh đâu ông nội. Trời ơi, cho tôi hả? Đủ tôi đi chơi xong vậy con tôi là sao vậy? Hả? Mấy bạn có thấy khi con gái mà gọi là ghen lên thì rất là hung dữ luôn, người ghê quá bạn ơi. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè, và mình là Phong Cận TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đây bạn ơi. Thì hôm nay nè bạn ơi, mình đã gọi là đưa Sammy đến một cái công viên, không, cái này không phải là công viên mà ta gọi cái này là một cái sở thú quái vật rất là gọi là hay luôn bạn ơi. Tại sao mình lại gọi nó là sở thú quái vật thì mình sẽ cho các bạn biết nha. Đó chính là khi các bạn đi sở thú á thì mấy bạn sẽ vào trong sở thú nè, mấy bạn sẽ được ngắm những cái con vật như là con sư tử nè, con hươu cao cổ nè, con gì ta, con cừu nè, con dơi nè, con voi nè, nhiều lắm hiểu không. Nhưng mà ở trong đây cái sở thú này khác nha các bạn nha. Cái sở thú này chỉ có gọi là những con linh thú, những con thú cưỡi và chỉ có quái vật thôi bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Nghe ghê không? Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau tham quan cái sở thú quái vật này thôi các bạn ơi. Let's go. Mà khoan nữa bạn ơi, mình quên mất là khi chúng ta vào trong cái gọi sao là cái sở thú quái vật này nè, bởi vì trong này có rất nhiều quái vật, cho nên để giữ an toàn thì bọn mình sẽ phải biến thành siêu nhân để bọn mình có được một cái bộ giáp nó bảo vệ bọn mình các bạn ơi. Không thôi là vô đây lỡ con quái vật nó tấn công bọn mình thì sao? Sam hiểu không? Hiểu không? Chỉ giữ vậy luôn à? Phải biến thành siêu nhân mới vào tham quan luôn hả? À? Đúng rồi. Chỉ có siêu nhân mới được vào trong đây tham quan thôi đó. Ok. Rồi, bây giờ là bây giờ hãy mấy bạn fan hãy xem Phong và Sam chuẩn bị biến thành siêu nhân nữa bạn ơi. Rồi, siêu nhân Phong Cận, siêu nhân Sammy, biến hình. Ok bạn ơi, thì mình và Sammy đã biến thành siêu nhân này nè. Ủa mà khoan, từ hình như mình thấy bộ đồ siêu nhân của Sam có gì sai sai bạn ơi. Trời ơi trời, sai vậy? Cái găng tay của bà đâu? Ôi chết trời đất ơi, thiếu rồi, biến hình. Trời ơi trời, biến thành mấy bạn coi nè, mình biến thành siêu nhân là bộ đồ của mình là có giày nè, có dép nè, có quần, có áo, có mắt kính nè, có thêm găng tay nữa. Còn Sammy biến hình cái gì mà thiếu găng tay vậy? Có phải là tôi biết rồi, có phải là bà mê mua cái cây son hay là cái gì hộp phấn trang điểm hay gì trên mà bà bán cái găng tay, bà lấy tiền bà mua đúng không? Gì kỳ vậy? Trời ơi, tôi có quê vậy đâu nội, tôi có tiền mà, vấn đề là tôi quên mang thôi hiểu không? Trời ơi trời, như vậy là không được rồi, làm siêu nhân mà thiếu giáp vậy là không được rồi. Không sao thôi, lỡ ơi vô hôm nay chắc quái vật nó không khỏe đâu, mà lỡ có con quái vật nào khỏe á thì Phong cũng sẽ bảo vệ cho Sam, mấy bạn yên tâm. Ok rồi, đây nè bây giờ bọn mình cùng nhau thám hiểm nha. Mà khoan, từ Sam thấy cái gì trên tay Phong không? Mà ông cũng thấy gì trên tay tôi không? Thấy hộp quà. Rồi tôi tặng ông nè, nhưng tặng ông lại đi. Tào lao. Đây nè, bà bấm thử cái hộp quà đi. Đó, nó sẽ cho bà một cái thẻ, cái này là cây vé để mình vào tham quan á, với là một quả trứng. Nè, quả trứng khi chúng ta đặt ra, nó sẽ ra chúng ta một quả thú cưỡi. Ủa cưỡi hả? Cưỡi được. Thuốc cân ông nội. Ủa vậy hả? Ôi. Cái thẻ nó biến thành cái xe nè Sam ơi. Wow. Ủa thì nhớ thẻ, đưa thẻ nhận xe luôn hả? Đúng rồi. Thì nhớ vậy. Bà thử chọi cái thẻ đi. Đó, ghê chưa? Em lời quá à. Lời không? Mình đi tham quan xong mình được tặng nguyên chiếc xe đem về nhà luôn. Ok. Thì con thú cưỡi đầu tiên chính là con sóc bay nhẹ nhàng. Mấy bạn ơi, con này là con level 3 luôn nha. Cái con này là trong team là chỉ có mỗi anh Siro với anh Dịch mới có được level 3 thôi, xịn lắm luôn các bạn ơi. Ok, bên đây là con gì đây? Bên đây là con ngựa. Trời ơi. Nói chung là mấy con thú cưỡi bên đây là mình đã thấy nhiều rồi, cho nên nó cũng không có gì đặc biệt hết. Tôi chưa có đâu, mấy con này tôi chưa có, buồn ghê. Trời ơi, Sammy sao có được, Phong còn chưa có nè. Ôi, ở bên đây nó có con gì lạ nè Sam. Con này nhìn giống như cái chuột xe nè. Giống như cái xe hoa để mình làm đám cưới á. Đúng rồi, đẹp ghê luôn. Đẹp ghê luôn á. Sam muốn làm đám cưới với Phong không? Ủa không mà ông phải mua cái xe này cho tôi mới chịu cưới không? Tào tao. Ok. Đâu chứ, đúng không? Ok, ok. Uầy, ở bên đây có con rồng level 3 luôn nè các bạn ơi. Wow. Trời ơi, quá. Ngầu dễ sợ, màu tím nha. Trời trời. Còn bên đây là con mèo nè. Ơi bé cam nè sao? Mèo tắm thể. Ôi, con bé cam bên đây nè. Ok. Rồi khi chúng ta quay chúng ta. Cái xe này là cái xe của ông già Noel dùng để chở quà nè Sam. Xịn nha. Con lốc. Còn bên đây. Bên đây là hình cái mặt trăng nè. Cái mặt trăng này chắc chắn là chị Hằng Nga hay ngồi trên đây nè. Đó, trời trời. Xịn thật sự, trong đây cái gì cũng xịn hết bạn ơi. Ê, cái gì vậy? Sam ơi, tôi thấy con này dễ thương quá. À, tôi sợ con này nhất luôn á. Tôi thấy con này dễ thương mà con mấy bạn coi đó, con nhện gì đâu mà nhìn nó mập như con heo á mà cái con mắt của nó to như quả trứng gà á bạn. Trời ơi trời. Ơi, đúng là nhìn mắt lồi như thấy gớm. Ôi đẹp mà, đẹp mà. Ơi Sam, vậy còn con bên này sao? Con bên này tôi thấy giống, tôi thấy cái con bên này nhìn giống cá mui. Không, con này giống Slam đẹp ghê á. Ơi cái con kia, mày quay ra cho tao nhìn mặt mày cái coi mày làm gì, quay vô trong vậy. Trời ơi, chảnh rồi, nó chảnh bạn ơi, nó không thèm cho mình nhìn mặt nó bạn ơi, con này chảnh chẹo quá. Trời trời. Đẹp mà con này đẹp ghê á, đẹp thật. Nhớ nha, không thèm chơi với mày ở đâu. Ôi giờ qua đây coi. Sao ơi? Bên đây có con chó nè. Con chó bắt nè. Trời ơi. Dễ thương à. Chói đâu mà mập dữ vậy? Này con heo con chói gì trời, mập như con heo luôn rồi. Trời à, nó ăn bánh kem kìa Sam, nó ăn bánh kem. Nhìn thấy không? Trời ơi, nó ăn bánh kem như con người mà hèn chi. Trời mập như con heo đúng rồi. Ăn bánh kem cho nó mập mà đúng rồi. Ở bên đây cũng có một con mập không kém gì con bên kia á Sam ơi. Con bên này là con vua xương rồng. Vua xương rồng á nha, xịn lắm luôn á. Trời, nhưng mà nó cũng mập quá rồi. Mập thầu lầu như con heo. Ơi, bên đây có con bạch tuộc nè Sam. Wow, kia phải dễ thương nhở. Trời, một con bạch tuộc. Trời, mấy bạn ơi, trong đây có một số những cái con vật mà mình nói thật là mình chưa bao giờ gặp ở trong Mini World luôn bạn ơi, xịn thật sự. Ôi, còn bên đây là con gì đây? Ô, bên đây là con sứa. Wow. Bên đây có con sứa nè Sam ơi. Ôi sứa hình người Phong ơi, sứa hình người nè, nó cái có chân có tay như con người luôn. Ồ đúng rồi nè. Nó có chân có tay y hệt con người luôn, ghê thiệt. Ok, giờ mình quay xem luôn. Bên nào ta còn bên nào? Hình như ta còn nhiều lắm Sam ơi, quay xem coi. Còn nhiều. Ủa con này con gì vậy? Con này con cái con vật á. Con là con vật á, đây đồ vật mà. Tôi thấy nó giống cái lồng đèn á. Nhìn cái cục này nó giống như cái lồng đèn trung thu mà mấy bạn nhỏ hay cầm đi chơi trung thu á bạn. Chứ nhìn nó đâu phải là cái con vật gì đâu ta. Hay là nó lừa mình ta. Kỳ cục này. Nó ok. Lộn á, nó đè lộn á. Ui, bên đây là bên đây có con lân nè. Trời. Mấy bạn ơi, có bạn nào giống như Phong không? Lúc mà Phong còn nhỏ, Phong nhìn thấy mấy con lân nè, Phong cực kỳ sợ luôn, bởi vì Phong sợ nó cắn Phong á, trên Phong nhìn Phong rất là sợ luôn. Trời ơi trời. Tôi cũng sợ luôn nha. Tôi cũng sợ con này, tôi tưởng con này ăn thịt tôi nên tôi sợ lắm. Tôi không những sợ con này đâu mà tôi còn sợ ong địa nữa. Ngày xưa thấy người ta múa lân có ong địa chứ lại có con lân á, tôi nhìn tôi sợ không chết luôn, giờ tôi lớn hết sợ. Nghe rồi. Ok, rồi bên đây là con gì đây? Trời ơi. Có con tượng cổ bên đây luôn hả? Trời ơi, có con này ở trên mặt trăng mà người ta lôi xuống đây luôn. Trời ơi Sam ơi, nó quay mặt vô bên trong, nó buồn quá, nó bị nhốt trong sở thú. Nó bị lôi vào đây rồi, trời ơi ác quá. Trời. Nó bị nhốt trong sở thú, nó buồn quá, nó quay mặt vô trong rồi bạn ơi. Ê mà đâu sao nó cũng có một người. Nó có bạn. Nó có bạn nè. Nó có một người bạn nè. Đó. Trời ơi, thôi đừng buồn nha con. Ở trong đây cho người ta ngắm. Người ta ngắm thôi có gì đâu buồn. Ok. Ôi. Bên đây là con rồng dưới địa ngục nè. Trời, ủa sao cái con nào bên dưới địa ngục nó cũng quay cái đít về phía mình nó vậy, nó không thèm nhìn bọn mình các bạn ơi. Nó ghét mình dữ rồi ta. Ai biết rồi, biết sao không? Mình là siêu nhân nữa không? Nó ghét mình. Mình là siêu nhân, nó là yêu cùi, nó ghét mình là đúng rồi. Ồ vậy luôn hả? Ghê vậy. Ok. Trời ơi. Bên đây có con khỉ nè. Ủa gì vậy? Khỉ hả? Bên đây con khỉ nè. Ok, con này thì nhìn thấy nhiều rồi. Trời ơi, nhìn nè. Trời ơi bạn ơi, cái con rắn ở trong gọi là khu rừng mưa nữa bạn. Mình nhớ cái con này nó to dữ lắm mà ta sao vô đây thành con lãi vậy? Ủa cái con này là con rắn mà sao thành con lãi vậy? Trời trời, nó bé, nó thu bé là như con rắn luôn không? Trời đất ơi, nhìn nó nhỏ xíu à. Ơi nhưng mà cũng nhờ cái sở thú này cho nên mình mới lại gần nó, mình xem nó được nè. Wow, nó đẹp thiệt luôn á. Cái cánh kìa. Ui cánh đẹp quá. Cái cánh của nó mà mình đem mình nhổ hết lông của nó, mình làm chổi lông gà là xịn lắm luôn á. Trời đất ơi, nghĩ sao cái lông nó đẹp nè, nghĩ sao không dùng cái chổi vậy? Trời ơi, không có sang gì hết. Cái gì đây? Sao vậy? Bên đây con bò dễ thương quá nè. Ôi dễ thương đại trưởng. Nhìn con bò dễ thương thật sự luôn trời. Hello bò. Ok, còn bên đây. Bên đây là bé Cam phiên bản giận dữ hơn. Đây là bé Cam phiên bản cục súc. Đúng rồi đó, trời. Rất thật nha, siêu quà. Trời, trời, đúng là con bò hay là cái con trâu gì mà đứng bằng hai chân luôn nè Sam. Gì ghê vậy? Em con này coi, sao con này tôi nhìn nó bé xíu vậy? Trời trời. Ơi, rồi con bên đây này. Ui, bên này là con gọi là con thú cưỡi VIP nhất hiện nay nè. Wow. Đây là con cá voi á. Cái con này nè, Sam biết không? Sam biết không? Cái con này á, cái con này nó có thể gọi là chở một lần đến tận gọi là hình như là 4 người lận đó, xịn lắm luôn á. Wow. Để tôi bắt về, nuôi. Bà làm gì? Bà làm gì? Bà đập hàng rào của ta, bà bắt nó về hả? Tào lao đập sao được bà nội? Tào đập không được, kỳ á. Có công an bắt bà đập ra công an bắt bà thì có. Ôi, wow, trời ơi Sam ơi, qua coi nè, một khu rừng luôn, trời trời, quá trời động vật đẹp bên đây luôn bạn ơi, trời, bên kia là quái vật, còn bên đây là những con vật dễ thương nữa bạn, nó có mấy cái cây gì nữa nè, tiến hóa, ủa cây gì đấy, ơi Sam, Sam ơi, có con xi măng mà Sam hay nuôi nó nè, bây giờ nó mà tiến hóa là nó sẽ biến thành con này nè Sam. Anh da đen luôn, trời ơi nhìn nó to gì đâu luôn trời, trời ơi, dễ sợ. Còn đây là con nòng nọc béo phì mình hay nuôi nữa bạn. Trời ơi. Ui, nòng nọc béo phì mà nó mà nâng cấp lên là nó sẽ biến thành ninja nòng nọc. Ui. Ngầu thế. Ui ninja ếch xịn thật sự. Trời, mình phải ráng mình nuôi cho con nòng nọc mình lớn mới được. Wow, nhiều quá bạn ơi. Còn ở đây là có mấy con mèo. Trời, con mèo gì đâu mà đang thui lùi vậy? Ơi mập chay. Sao nó từ bé dễ thương sao nó giờ mập vậy? Mập như con heo luôn bạn ơi. Wow, ok bạn ơi. Thì mấy bạn thấy cái sở thú này như thế nào? Nếu như bạn thấy thích cái sở thú này thì đừng quên hãy bình luận bên dưới cho Phong biết nha. Chứ Phong là Phong cực kỳ thích cái sở thú này luôn bạn ơi. Đi vòng gặp được quá trời những con thú lạ ơi là lạ luôn bạn ơi. Wow, ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi.